Đây là linh hồn của Hedgehog, linh hồn của Winnie mình. Đầu tiên phải nói với nhau là gì? Đường spy. Đường spy. Vậy thì spy là gì? Nào những bạn mới, spy là gì? Đường spy là linh hồn nhá, nhớ cho cô đừng quên nhá. Đây là linh hồn của Hedgehog, linh hồn của Winnie mình. Vậy đường spy là gì? Và chúng ta sẽ phân cho chúng ta là 4 đường spy. Nhìn vào lên bảng nào. Đây là điểm số 1, đây là điểm số 2, đây là điểm số 3. Đây là điểm số 4 đúng không? Vậy thì đây chỗ này là 5 đúng không nào? Chúng ta học trên lớp rồi. Và chỗ này là 6. 6 này bao giờ cũng phải sau đỉnh. Nhớ chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ có đường spy 5. Tức là lông này mọc ở đây giao với đường trên ở đâu mà chỗ đậm nhất chỗ này nó chính là đường spy. Đường spy thứ hai đó chính là điểm số số 6. Này, đường số 6 ở đây. Được chưa? Thì có phải là lông mọc lên như thế này và dưới nhau thế này thì có phải đây là đường cuộc sống của mình không? Nó đổ về 6 không? 3. Ok chưa? Tức là lông làm sao? Kéo về. Cái này mọc xuống dưới. Đúng không? Đấy chính là 3. Và cuối cùng nó đường spy gì? 1/2, có nghĩa là đi từ 3 xuống cái này nó sẽ là đường spy 1/2. Đây là đường spy mấy? 5. 5 nhá. Và cô nói này, spy 6 này thường thường châu Âu nó sẽ có. Đây 5 này là châu Á. Đặc biệt là người Việt Nam mình rất hay gặp ở đường số 5 này. Được chưa nào? Và đường spy này là thường bay số mấy đây? 3. Và đường spy cuối cùng là đường gì? Đường gì? 1/2. Vậy thì từ cái chỗ này đến số 2 đến số 3 thì nó sẽ có nhiều 1/2 khác nhau. Nó có thể lên, có thể xuống. Có hình dung không? Nó có thể di chuyển, không nhất thiết nó phải bằng nhau. Đặt chia cái này bằng đôi. Có hình dung không nào? Rồi.